Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Lên squat, hút ẩm, bù ẩm, những thương hiệu VIP nhất, tên tuổi nhất của hãng luôn. Hai con ba la hộp Lanox. Đấy, cho tốc độ full nano để diệt khuẩn gấp 10 lần so với thế hệ thông thường nhá. Hiện tại em đang sở hữu hai con Dart 2020 và một con Daikin hộp hàng VIP nhất của Daikin hiện tại bây giờ, size 70. Dart 2020 luôn. Ba em sáp đằng sau đều là hút ẩm 4 trong 1. Đấy, vừa lọc không khí, vừa diệt khuẩn, vừa hút ẩm, vừa sấy quần áo trong mùa lồm. Hiện tại thì em đang sở hữu đây là 6 chiếc. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Hàng gần như là mới như đập hộp luôn. Gần như đập hộp luôn. Đấy, siêu phẩm luôn. Hàng thì đã lắp sẵn điện 220 rồi. Đã lắp cục đổi nguồn rồi. Cục đổi nguồn thì bảo các bác rồi đấy. Lắp cái cục đổi nguồn to đùng này này. Đấy, lắp cục đổi nguồn to đùng này. Đâu đi. Cục đổi nguồn đâu Thanh à? Đâu sáng lắp dở đâu. Sáng lắp cục đổi nguồn. Đấy, hàng mới gần như đập hộp luôn nhá. Đấy, hiện tại còn hai con nữa đang ráp. Đấy, đang ráp lốt. Đấy, đổi nguồn là dùng đổi nguồn lọc không khí, là dùng đổi nguồn 100W. Đấy, 120W. Đấy, máy chạy có 70W thôi nhưng mà lắp hẳn 120W dư công suất luôn. Nguồn này thì nguồn 500W. Đấy, lắp cho lọc không lọc khí bù ẩm 4 trong 1 kia. Của nó có 350W thôi, em chơi hẳn 500W. Đấy, nhà em bán cái gì cũng bác nào phải bán dư công suất, toàn bộ là dây đồng luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em cái biển. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này nhá. Đấy, không có nhiều đâu, có đúng 6 chiếc thôi. Bác nào may mắn thì alo cho em để lên trên kia. Đấy, bác nào may mắn mua được thì alo cho em nhá. 0975 360 433, dưới là 0377 996066. Hàng cực đẹp luôn. Đấy, hàng siêu phẩm luôn. Ba con 4 trong 1 sáp làm bên trong đều là Dart 2019 nhá. Một quẹt như nhau nhá. Đấy, ba con lọc không khí bù ẩm bên ngoài thì đều là Dart 2020 và đều là những dòng tên tuổi nhất của dòng hãng của nó luôn. Daikin lọc điện 4 trong 1 Dart 2020. Daikin lọc điện bù ẩm. Đấy, có Streamer Dart 2020. Đấy, hai con ba la này cũng là Lanox. Đấy, tốc độ diệt khuẩn gấp 10 lần so với thế hệ Lanox thường. Đấy, đấy, bác nào kết chiếc nào thì alo cho em nhá. Hai số điện thoại đây. Nhà em thì ship hàng toàn quốc nhá. Đấy, cực phẩm luôn. Máy thì đang cho chạy test từ sáng đến giờ luôn. Đấy, trước khi máy lên các bác là đã được dọn dẹp lại cho yên tâm này. Thứ nhất là để sạch sẽ này. Thứ nhất và cũng để kiểm tra qua máy xem có bị vỡ dọc nứt bẻ bên trong không, và chạy lại ổn định cho các bác thì mới bán. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào kết thì alo cho em nhá.